Xin chào các bạn đến với kênh Lớp Nha Trang. Hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn bạn vào một hành trình khám phá đầy bất ngờ và thú vị về một loại cây thuốc quý giá, được ví như báu vật thiên nhiên, thổ phục linh. Ngay từ cái tên, đã gợi lên sự bí ẩn, nhưng liệu bạn có biết rằng loại cây này ẩn chứa những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà ít ai ngờ tới? Ngày xưa, khi khoa học còn chưa phát triển, con người sống gần gũi với thiên nhiên, luôn tìm kiếm những phương thuốc chữa bệnh từ cây cỏ xung quanh. Trong những khu rừng rậm rạp, núi non trùng điệp, họ đã phát hiện ra nhiều loại thảo dược quý giá và câu chuyện về sự phát hiện thổ phục linh bắt đầu từ một sự kiện kỳ lạ. Ở một vùng đất xa xôi, có một ngôi làng nhỏ, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề săn bắt và hái lượm. Một ngày nọ, có một người thợ săn tên là Lạc, nổi tiếng trong làng vì sự dũng cảm và khéo léo, đã gặp phải một biến cố. Trong một lần săn bắt giữa rừng sâu, Lạc bị một con rắn độc cắn vào chân. Dù đã cố gắng hết sức, Lạc vẫn không thể rời khỏi khu rừng và anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình tê cứng, đau nhức khắp nơi. Lạc biết rằng nếu không nhanh chóng tìm được cách chữa trị, anh sẽ không thể sống sót trở về. Trong cơn tuyệt vọng, anh lê bước qua những con đường mòn đầy cỏ dại, hy vọng tìm thấy một loại cây cỏ nào đó có thể giúp mình. Đang lúc gần như mất hết hy vọng, Lạc tình cờ nhìn thấy một cây nhỏ, thân mảnh mai nhưng mạnh mẽ, mọc đơn độc giữa một bụi cây lớn. Những chiếc lá hình trái xoan xanh mướt, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng kỳ lạ. Không còn gì để mất, Lạc quyết định thử vận may. Anh bẻ lấy một ít lá và thân cây, rồi nhai và nuốt chúng. Lập tức, anh cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể, những cơn đau nhức dần dịu lại. Lạc cảm nhận được sức sống quay trở lại, và chỉ sau một thời gian ngắn, anh có thể đứng dậy và tiếp tục hành trình trở về làng. Khi trở về, Lạc kể lại câu chuyện của mình cho những người già trong làng. Họ rất ngạc nhiên và cùng Lạc quay trở lại khu rừng để tìm hiểu về loại cây kỳ diệu này. Sau nhiều lần thử nghiệm và nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng loại cây này không chỉ có thể giải độc, mà còn có nhiều công dụng khác như giảm đau nhức xương khớp, giải nhiệt và tăng cường sức khỏe tổng thể. Người dân trong làng bắt đầu sử dụng cây này để chữa bệnh và họ đặt tên cho nó là thổ phục linh vì nó mọc lên từ đất đai và mang lại sức khỏe cho con người. Từ đó, câu chuyện về cây thổ phục linh lan truyền khắp nơi và nó trở thành một trong những loại thảo dược quý giá nhất được truyền lại qua nhiều thế hệ. Thổ phục linh không chỉ là một loại thuốc mà còn là biểu tượng của sự sống mãnh liệt và khả năng chữa lành của thiên nhiên, được phát hiện nhờ vào sự kiên trì và may mắn của một người thợ săn dũng cảm. Câu chuyện về Lạc và thổ phục linh mãi mãi khắc sâu trong ký ức của người dân, nhắc nhở họ về sức mạnh của thiên nhiên và sự khôn ngoan trong việc sống hòa hợp với môi trường xung quanh. Cách nhận biết thổ phục linh, những dấu hiệu nhận diện bí ẩn. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình tìm hiểu từ những dấu hiệu bí ẩn giúp nhận biết thổ phục linh. Khi bạn bước vào những khu rừng nguyên sinh, nơi mà cây cối dày đặc và không gian tĩnh lặng, hãy để mắt đến những chiếc lá hình trái xoan, xanh đậm, mọc so le trên thân cây mảnh khảnh đầy gai nhỏ li ti. Điều thú vị là loài cây này không dễ dàng để nhận ra, và những ai có kinh nghiệm sẽ thấy đây là một thử thách đầy hấp dẫn. Mỗi lần tìm thấy được thổ phục linh ngoài tự nhiên, cảm giác như bạn vừa chinh phục được một bí mật mà thiên nhiên đã giấu kín. Thu hoạch và chế biến, hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng, để có được những lát thổ phục linh thơm phức mà chúng ta sử dụng, người thu hoạch phải trải qua bao nhiêu khó khăn không? Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay những dụng cụ đào bới, lặn lội giữa rừng sâu, nơi rễ cây ăn sâu vào lòng đất. Mỗi lần rễ cây bị đứt hoặc hỏng là một lần tiếc nuối. Sau khi được thu hoạch, rễ cây sẽ được rửa sạch, thái mỏng và phơi khô dưới ánh nắng tự nhiên. Hành trình từ rừng sâu đến khi thành phẩm là cả một câu chuyện về sự kỳ công và tận tâm. Ngâm rượu thổ phục linh, bí mật trong từng giọt rượu. Tiếp theo, hãy cùng khám phá cách mà thổ phục linh biến hóa thành những giọt rượu quý giá. Bạn có biết rằng, ngâm rượu với thổ phục linh không chỉ mang lại hương vị đậm đà mà còn tích tụ những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe? Một bình rượu thổ phục linh được ủ theo đúng phương pháp sẽ là một món quà từ thiên nhiên, giúp tăng cường sức khỏe, làm dịu những cơn đau nhức xương khớp và hỗ trợ tiêu hóa. Mỗi giọt rượu là cả một quá trình lên men đầy nghệ thuật và mỗi ngụm rượu là một trải nghiệm không thể nào quên. Công dụng của thổ phục linh, những điều không thể bỏ qua. Và bây giờ, hãy để chúng tôi dẫn dắt bạn vào phần hấp dẫn nhất, những công dụng tuyệt vời của thổ phục linh đối với sức khỏe. Tưởng chừng như một loại thảo dược bình thường, nhưng thổ phục linh lại có khả năng thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu vô cùng hiệu quả.
Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề về da, những mụn nhọt, viêm da phiền toái, Thổ Phục Linh chính là vị cứu tinh mà bạn đang tìm kiếm. Không chỉ dừng lại ở đó, loại cây này còn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, an thần và mang lại giấc ngủ sâu, êm đềm, thật kỳ diệu phải không? Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh Lớp Nha Trang để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá này. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo, nơi chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện đầy bí ẩn và hấp dẫn khác.